Tập 39. Tất cả đều là một cái bẫy. Chính là để đối phó với tất quan tiền. Bẫy. Yến Tử à, xin lỗi. Tất cả những gì anh làm mục đích là để lừa tất quan tiền. Anh, ngay từ đầu anh đã biết hắn là đội gián hay sao? Anh luôn biết đội gián chính là hắn, nhưng mà giết hắn vô dụng lắm. Cái địch thật sự của chúng ta là Thái tử của Matsu. Tất cả anh làm là để tất quan tiền tin rằng anh thật sự tin tưởng hắn. Hắn mới nói với Thái tử của Matsu tình báo anh cố ý để cho hắn biết. Vì thế Tiểu Lục Tử cũng biết. Vậy La Thành, Tống Đương Gia bọn họ, họ đều là người tham gia. Họ chưa chết. Đương nhiên chưa chết. Không thể nào. Rõ ràng em đã nhìn thấy La Thành chết trước mặt của em mà. Lục Tử, cậu biết tôi bị quan mà. Chắc chắn không phải tôi. Đừng mà, đừng nổ súng. Lên một chút. Tôi ngốc tới vậy sao? Đừng. Dương Hữu Tín, tôi sẽ ở trên trời nhìn cậu đó. Nhìn cậu quỷ hoại bản thân thế nào, quỷ hoại quan võ hội thế nào. Tống Đương Gia, xin lỗi nhé. Vì thế Thập Tam Muội cũng biết nữa hay sao? Cô ấy là trợ thủ lớn nhất của anh đó. Tôi đã biết ai là nội gián rồi. Cô ấy là người đầu tiên biết hết kế hoạch của anh. Tất cả người tham gia đều là cô ấy liên lạc đến kế hoạch em muốn dùng để đối phó anh. Cũng là cô ấy truyền đạt cho anh đó. Vì thế anh mới lựa chọn đêm nay ra tay. Tại sao vậy? Tại sao phải giấu em như vậy hả? Anh biết như vậy em đau lòng thế nào không? Em đau khổ thế nào không hả? Xin lỗi với em. Anh phải giấu em. Chỉ có em để lộ tình cảm chân thực nhất mới có thể khiến cho tất cả mọi người đều tin những gì anh đã làm là thật. Còn người anh thật sự muốn đối phó là Thái tử của Matsu trốn ở đằng sau tất quan tiền kia. Dương Hữu Tín, tại sao anh có thể như vậy chứ? Em suýt chút nữa là bị điên rồi. Tất cả đều đã qua rồi em. Em đã làm rất tốt. Thật sự đã làm rất tốt. Anh vẫn là Dương đại ca mẹ em biết. À đúng rồi. Vậy thì La Thành và Tống Đương Gia bọn họ đang ở đâu? Bọn họ đang chuẩn bị một chuyện lớn. Mấy người anh em tăng tốc độ đi. Tranh thủ trước khi trời sáng hoàn thành nhiệm vụ. Chắc chắn không vấn đề đâu. Đi. Anh thực sự từng tìm chính quỷ Dương hay sao? Lúc nào thế? Sau ngày chia tay với em. Dương đại ca, Dương đại ca, Dương đại ca. Dương đại ca, Dương đại ca. Xin lỗi Yến Tử, anh có kế hoạch của mình. Ông lão, có tiện nhờ xe không? Những quân đệ này muốn đi đâu? Sông Tiểu Thương, tiện đường không? Vừa hay tôi muốn tới đó. Lên xe đi. Ngồi cho vững nha. Đi. Vậy sao anh biết? Đoàn bộ của chúng ta ở Sông Tiểu Thương. Là em nói cho anh biết, em quên rồi hay sao? Cô toàn nói đảng của các cô, chính quyền của các cô. Vậy thì tôi rất muốn biết bây giờ bọn họ đang ở đâu. Cô có thể nói tôi biết không? Ở Sông Tiểu Thương. Đối diện Sông Tiểu Thương có một thôn Thương Hà. Bọn họ ở đó tự cung tự cấp, chia đất cho nhân dân. Sao mẹ em lại quên mất chuyện này? Đồng chí à, xin hỏi một chút, chính quỷ Dương ở đâu vậy? Không phải là gì đứng sau anh hay sao? Đồng chí Dương Hữu Tín, tôi chính là chính quỷ của đoàn độc lập quân tứ quân Dương Chấn. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Chính quỷ Dương, chính quỷ Dương, ông ấy cứ thích như vậy. Nghe nói quan võ hội các cậu hành động thất bại rồi. Lại nghe nói cậu bị Thái tử của Matsu bắt giữ rồi. Sắp sửa cải trang che giấu thân phận tới huyện Võ Nghĩa. Giống nghĩa là muốn tìm cơ hội cứu cậu ra. Bạch Lộ là một cô nương rất tốt. Được rồi, không nói chuyện khác nữa. Tình hình của các cậu Yến Tử đã báo cáo với tôi. Lần này cậu có thể tới Sông Tiểu Thương, chứng tỏ cậu cần chúng tôi giúp đỡ. Tôi xin đảm bảo trước, chỉ cần yêu cầu cậu đề nghị hợp lý, quân Tân Tứ Quân chúng tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ cho các cậu. Chính quỷ Dương, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Trừ khử Thái tử của Matsu, tiêu diệt tất cả quân Nhật ở Võ Nghĩa. Không thể nào. Ý của cậu là muốn chúng tôi tấn công huyện Võ Nghĩa. Tình hình của chúng tôi cậu cũng thấy trên đường tới rồi. Bây giờ chúng tôi thật sự không có đủ điều kiện để tấn công. Không, tôi không cần các anh tấn công. Tôi đã nghĩ xong cách đối phó với Thái tử của Matsu. Chỉ cần các anh phối hợp. Phối hợp? Cậu nói tiếp đi. Vì thế ngay ban đầu anh đã nghĩ muốn đối phó tất quan tiền hay sao? Không thể không nói, đây là một nước cờ hiểm lắm. Nhưng mà nó đủ nhanh. Tại sao cậu lại vội vàng như thế? Nói thật với tôi, tôi có một trực giác cô Matsu đang âm thầm lên kế hoạch gì đó. Hơn nữa sắp hoàn thành rồi. Tôi không muốn cho hắn cơ hội này đâu. Đồng chí Dương Hữu Tín, chúng ta thật là anh hùng thường nghĩ giống nhau. Người Nhật Bản ở huyện Võ Nghĩa nhất định có âm mưu to lớn. Nếu như không thì ở đó tại sao lại có nhiều bộ đội tinh nhuệ đóng quân? Chính quỷ Dương, vậy anh đồng ý rồi hay sao? Nhưng cậu phải đảm bảo với tôi, không thể để bất cứ ai nhìn thấy cậu. Yên tâm đi, tôi tự có cách. Đến Yến Tử, cậu cũng phải giấu. Cậu đừng nghĩ bậy. Quan hệ của cậu với Yến Tử không giấu được tôi đâu. Trước khi tôi làm chính quỷ, biệt hiệu là lão cẩu mà. Mấy bản lĩnh của lão Miêu, rất nhiều thứ là học từ tôi. Nhớ kỹ nhé. Có thể giấu được người thân của mình, cuối cùng mới có thể lừa dối được kẻ địch đáng hận. Yến Tử, nhìn em đau buồn trong lòng anh cũng không hề dễ chịu. Nhưng mà hết cách. Tất cả của tất cả đều là để đối phó với cô Matsu. Hữu Tín à, anh có thể đồng ý với em một chuyện được không? Sau này dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng đừng lừa em nữa. Chúng ta không chỉ là chiến hữu, chúng ta còn là vợ chồng. Anh đồng ý với em. Lần này chúng ta hãy cùng nhau nấu một món lớn cho cô Matsu ăn đi. Điện hạ, những việc này giao cho ta là được rồi. Trung Quốc có câu thân phận ngàn vàng, biết dừng đúng lúc, cũng rất có lý mà. Ông Saito, ông không hiểu rồi. Đây chính là phần thưởng ông trời ban cho ta. Nếu ta không đi làm thì ta sẽ hối tiếc cả đời này đó. Chúc mừng điện hạ, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Tôi sắp quay về Nhật Bản. Bên tịch Bách Lĩnh ông đã sắp xếp xong chưa? Xong xuôi hết rồi. Chuyện đó tiến hành thế nào chứ? Xin điện hạ cứ yên tâm, tất cả đều ở trong kế hoạch của chúng ta. Thái quân, dẫn đường đi. Vâng. Xuất phát. Ông chủ Dương, lâu rồi không gặp. Được, cuối cùng không nhịn được muốn ra tay rồi đúng hay không? Nếu đã không cho ông đây đường sống thì hôm nay ông sẽ liều chết với chúng mày. Nếu tao không đoán sai, chúng mày chính là bác bộ chúng chưa từng lộ mặt dưới trướng của cô Matsu đúng không? Nói mau. Tịch đoàn trưởng, ông không thắng được đâu, chịu thua đi. Tao không thắng được, chó cùng cũng biết rất dậu mà. Tới đi. Tay to Ngọc Lan. Em Đông Phương, tại sao cô lại tới đây? Suy dân trưởng, tịch Bách Lệnh, tôi là Thạch Tam Bụi. Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo. Cô chính là Thập Tam Muội. Thái quân, bây giờ còn hơn 2 tiếng nữa mới tới 9 giờ sáng. Tôi cảm thấy chúng ta có thể sắp xếp mai phục ở đây trước. Tới lúc đó, một lưới tóm gọn bọn chúng. Ngươi có suy nghĩ như vậy là vượt ngoài dự liệu của ta đấy. Bây giờ ta có suy nghĩ muốn đưa ngươi về Nhật Bản rồi. Đa tạ Thái quân. Tiểu nhân nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Địa hình khu núi này phù hợp phục kích lớn. Chỉ cần may phục sẵn người ở trên núi, bọn chúng không ai thoát được đâu. Xuyên dân trưởng. Ta là xuyên dân trưởng Quai Phong Một Phương. Những năm nay ta đã làm gì vậy chứ? Tịch Bách Lệnh, ông là người Trung Quốc sao? Đương nhiên ta là người Trung Quốc rồi. Được, vậy thì đi theo Thập Tam Muội ta là một chuyện lớn. Mang theo người của ông, cùng đi giết giặc Nhật với ta, giết chết cô Bá Xu, giải phóng quyền võ nghĩa. Tai to, thôi anh đi theo họ đi. Lần này em đi theo anh. Tịch Bách Lệnh ta liều với đám Nhật đó. Thái quân, tôi cảm thấy chúng ta căn bản không cần may phục. Với sức của ngài đã đủ để tiêu diệt tận gốc quân tứ quân và quan võ hội nữa. Lời khen luôn dễ nghe. Người tiếp tục đi. Tôi nói thật mà, người trí dũng song toàn như ngài, nếu ở thời cổ đại của chúng tôi thì là nhân vật lớn như Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên là tướng quân thời đại Tam Quốc. Toàn bộ. Dừng lại. Ngài thực sự là hiểu biết sâu rộng. Lợi hại quá. Thật lợi hại mà. Chờ đợi thật khó khăn. Nếu có một cây đàn piano thì ta có thể đàn một khúc đưa tay cho đám kiến đó rồi. Ngài còn tinh thông âm luật nữa hay sao? Lợi hại quá Thái quân, tiểu nhân bái phục. Từ bây giờ bắt đầu học tiếng Nhật đi. Sau khi tới Nhật Bản, ta sẽ giới thiệu ngươi cho ca của ta. Anh ấy nhất định sẽ đề bạt ngươi. Thái quân, tiểu nhân nhất định không phụ kỳ vọng của ngài đâu. Ta sẽ trở thành kẻ hầu trung thành của ngài. Điện hạ, con đường phía sau bị sập rồi. Sập hả? Vâng. Sập. Chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Thái quân, tôi cho rằng thế này. Trung Quốc có một câu nói là dìm trước nâng sau. Nói sao đây? Chính là trước khi mọi chuyện tốt đẹp xảy ra sẽ luôn có một chút trắc trở đó mà. Ví dụ như đường sập. Đường phía sau sập rồi, người của chúng ta phải đợi vào thế nào đi? Xem ra đây chính là một đợt phục kích nhắm vào ta. Được. Lão Tất, làm hay lắm. Anh làm tốt lắm. Không thể nào. Ông chủ Dương, anh đã thành công lừa được thứ ngu ngốc ở bên cạnh ta rồi. Anh dẫn tôi tới đây không có tác dụng gì đâu. Người của các anh không dám xuống đây, chỉ biết đánh lén mà thôi. Anh không có dũng khí đối chiến chính diện với tôi. Tân tướng quân anh nói chỉ là một danh hiệu thôi. Tôi nói cho anh biết, anh đánh lén tuyệt đối sẽ không thành công đâu. Tôi cho nổ con đường phía sau thì anh sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Anh nhớ lấy, trước mặt lực lượng tuyệt đối, Âm mưu quỷ kế không có giá trị gì đâu. Mà hơn nữa, anh chỉ là một đầu bếp. Thái tử của Matsu lần trước tìm long cho anh ăn là giả đó, anh biết không? Đương nhiên ta biết. Đó chỉ là một món canh rắn thôi. Rắn chính là rắn, không biến thành rồng được. Tìm long anh không có cơ hội ăn được rồi. Anh không muốn nếm thử món mới tôi sáng chế riêng cho anh không? Món gì chứ? Phi long tại thiên. Bắt đầu. Đừng có loạn. Cô Matsu, Dương Hữu Tín, đây chính là kế hoạch của anh. Món này anh thích hay không? Các anh em, ngày tháng chúng ta làm chó cho người Nhật Bản đã kết thúc rồi. Từ bây giờ trở đi, chúng ta phản. 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 Lão đại, anh nghĩ kỹ rồi hay sao? Thật sự đấu với bọn Nhật đó. Đấu. Các anh em, tôi từng nói với mọi người rằng sở dĩ chúng ta nhẫn nhịn im lặng làm chó cho người Nhật không phải vì chúng ta sợ chết, mà là vì chúng ta muốn tìm con đường sống cho bản thân và gia đình của chúng ta mà thôi. Cũng vì gia đình. Nhưng mà bọn Nhật đó, bọn chúng không chỉ dẫm đạp chúng ta như con chó, còn tùy ý tàn sát chúng ta, tàn sát nhẫn tâm người nhà của chúng ta và cả đồng bào quyện võ nghĩa của chúng ta nữa. Chúng không cho chúng ta con đường sống. Được, vậy thì chúng ta cũng không cho bọn chúng con đường sống. Cho dù là chết trận thì cũng phải làm ma Trung Quốc. Ma Trung Quốc. Ma Trung Quốc. Ma Trung Quốc. Đội trưởng, dừng lại. Ra đằng sau. Đổ cho ta. Thuốc nổ của chúng ta không lấy ra được, để ở trong thôn rồi. Dùng lựu đạn, dùng pháo. Ra đằng sau nổ đi. Cự ly quá gần. Mau đi. Hai người đi theo ta. Dương Hữu Tín, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá. Rút lui. Đa tạ ông trời. Đa tạ ông trời. Đại nạn không chết. Đa tạ ông trời. Lão ca, Dương huynh đệ, lần này cô Matsu bị cậu làm tức chết rồi. Tiếp theo trông cậy vào anh đó. Cậu yên tâm đi, Nói tôi không đánh lại một trung đội của hắn, chứ mấy cô hồn dạ quỷ này tôi diệt hết chúng. Tình đại ca, cố lên nha. Đương gia, lần này nhất định phải cho bọn Nhật biết tay, để hắn nhìn thấy oai phong năm đó chúng ta cướp núi. Đương nhiên, ông đây đã nhiều năm chưa quy phong rồi. Hôm nay ta phải cho thằng cháu của Matsu đếm thử sự lợi hại của xuyên dân trưởng ta. Không phải ngươi bị chôn xuống đất rồi hay sao? Thiện ác, ắt có báo. Không thể nào. Ngươi là người hay ma? Ngươi là người hay ma vậy? Lẽ trời có luân hồi. Đừng nghe ta giải thích đi. Nghe ta giải thích. Người anh em Hán Giang, người anh em không đừng ngẩng đầu nhìn. Người anh em nghe ta nói, nghe ta nói, trời xanh không tha cho ai. Tới rồi. Lên nòng súng, chuẩn bị. Các anh em, đánh cho tôi. Dương Hữu Tín, người đáng chết. Yểm hộ. Điện hạ, chúng ta cầm cự ở đây, ngài đi trước đi. Không đi võ nghĩa, tới bãi Tha Ma. Qua đây yểm hộ ta. Yểm hộ. Lên cho tôi. Người của mình đánh xong rồi. Cô Matsu không tới hay sao? Không phải, chúng tôi rõ ràng nhìn thấy bọn chúng đi về bên này. Tôi luôn đợi ở đây, không có một bóng người. Các người ở đây làm gì thế? Cô Matsu đi về hướng bãi Tha Ma rồi. Bãi Tha Ma. Tôi hiểu rồi, bãi Tha Ma này nhất định là cấm khu của bọn Nhật. Mọi người nghĩ xem, từ khi người Nhật tới đây, bãi Tha Ma thường có ma hoành hành. Có rất nhiều vụ án mất tích đều xảy ra ở đó. Quỷ dị nhất là, tại sao người Nhật lại ở bãi Tha Ma, gài nhiều điệu lôi như vậy? Có một lần, tôi có nhìn thấy Saito mang theo hai lính Nhật, thần bí đi ra từ bên trong. Lúc tôi thường tuần tra, nghe thấy bên trong, hình như là có một âm thanh rất quỷ dị truyền ra ngoài. Đúng, tôi cũng từng nghe âm thanh đó rồi. Đinh đinh đang đang, rất tạp loạn. Hơn nữa còn có người khóc. Trời đất ơi, đây không phải là quỷ môn mở hay sao? Quỷ môn mở cái gì chứ? Tôi không tin, người Nhật còn mở được địa ngục ra. Đây nhất định là của Matsu đang bày trò ở trong đó. Dù bên trong là gì, đến quyền võ nghĩa mà của Matsu cũng bỏ không về, trực tiếp chạy tới đây, thì bên trong chắc chắn có quyền cơ trong đó. Mọi người đừng lơ là cảnh giác đó. Đi. Điện hạ, điều hết bộ đội trong mỏ ra. Nhanh lên đi. Có chuyện gì rồi điện hạ? Ta muốn phát động kế hoạch trước thời hạn. Còn có 20 tấn đá Quỳnh Thạch vẫn chưa khai thác xong điện hạ. Không cần. Đã khai thác xong thì đừng chuyển hết đi. Ta muốn võ nghĩa biến thành phế tích. Người của chúng ta vẫn chưa rút lui nữa điện hạ. Làm gì có người. Người của chúng ta đều bị Dương Hữu Tín giết rồi. Ta muốn báo thù cho họ. Hiểu rồi. Tôi lập tức bắt đầu bố trí mìn. Đợi đã. Thông báo thiếu tá mù tù của trung đội Fujita tiếp ứng lô Quỳnh Thạch này đi. Xin chi viện cho ta. Dân. Dương Hữu Tín, người chết chắc rồi. Các ngươi tới nhanh thật đó. Trạng thái của hắn không đúng. Cẩn thận có mai phục. Em biết. Thủ hạ của hắn chết gần hết rồi. Yên tâm đi. Hôm nay hắn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Trung Quốc có một câu gọi là làm nhiều chuyện bất nghĩa, ắt tự tìm cái chết. Lúc đó người phái người tới giết ta. Ngươi nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ. Hôm nay. Tại sao là hôm nay? Đừng có làm bộ làm tịch nữa, bày ra bộ dạng quý tộc thối của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay, đúng, chính là hôm nay. Ngươi chết chắc rồi. Chúng ta đã nói rồi, cô Matsu là của ta. Thập Tam Muội, cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau rồi nha. Ta đợi ngày hôm nay đã rất lâu rồi, có biết không? Có bản lĩnh gì thì dùng đi. Ngươi đừng nhiều lời nữa. Hắn đang kích động cô. Đừng mắc bậy đó. Yên lặng quan sát đi. Ông chủ Dương, anh vẫn giống như trước đây. Anh và tôi quen biết nhau. Tôi đối với anh như thế nào, lẽ nào anh quên rồi hay sao? Đã là lúc nào rồi, cô Matsu, đừng có giả vờ nữa. Ngươi lừa được bọn họ, ngươi lừa được ta không? Quân Nhật đóng với võ nghĩa cộng lại, trong tối ngoài sáng cũng không quá 86 người. Bây giờ đã bị chúng ta tiêu diệt 60-70 người rồi. Trong tay của ngươi chỉ còn khoảng 10 người thôi. Ngươi nói cho ta biết đi, ngươi lấy cái gì đấu lại bọn ta? Lấy cái gì đấu với chúng ta đây? Hả? Buồn cười quá đi, Tịch đoàn trưởng. Ông tưởng rằng mình rất thông minh, có đúng hay không? Ông cảm thấy ta có thể cho ông xem khuôn bài bí mật của mình hay sao? Chuyện Kimura Takashi còn không biết được, ông có thể biết hay sao? Ông đếm xem phía sau ta có bao nhiêu người. Không. Không thể nào. Lão đại, tại sao lại còn nhiều người như vậy? Chuẩn quỷ, anh nghe. Có biết trong xe là gì không? Quỳnh Thạch đó. Tiểu Lục Tử đi mau. Ta không đi, muốn chết thì cũng chết. Chết cái gì? Bao đưa hai người vào huyện thành võ nghĩa, tìm tới hành cung của cô Matsu. Trong phòng hắn có điện đài, dùng điện đài liên hệ với Tân Tứ Quân. Bảo họ tới đây cản xe của chúng lại đi. Đây chính là tần số, nhanh. Nó có thể làm cái này, cũng có thể làm cái này. Đám người ngu xuẩn các ngươi, có kho báu mà còn không biết. Số khoáng thạch này có thể tinh luyện ra hàng vạn tấn gang sắt. Dùng gang sắt chế tạo ra vũ khí, giết nhiều người hơn. Ông chủ Dương, anh không biết một hoàng tộc như ta tại sao tới nơi nhỏ bé như võ nghĩa? Đây chính là đáp án đó. Nhớ cho tôi, máy điện báo là một cái hộp sắt, bên trên có rất nhiều dây điện. Hai người ai tìm được tôi gọi là anh. Bây giờ hối hận chưa? Ban đầu không mang theo nhiều người hơn, tới cướp mỏ khoáng thạch phía sau ta. Sau khi chúng ta đi thì chỗ này sẽ... Anh biết không, ông chủ Dương, mỏ Quỳnh Thạch ở ngay dưới chân các người, còn ta đã đào rỗng nó rồi. Đây là nguyên nhân ta luôn không quan tâm đám người các người. Nhưng gia lâu gì, Thập Tam Muội gì đó, quan võ hội gì đó, Thật là buồn cười quá đi. Tất cả sắp kết thúc rồi. Thật sự quá vui mừng. Vậy các vị võ nghĩa, xin tạm biệt. Toàn bộ rút về sau đi. Rút. Chạy nhanh lên cho tôi. Bên tiểu quỷ đánh nhau rồi. Đám giật chết tiệt. Ta liều với các ngươi. Dương Hữu Tín, ngươi chết chắc rồi. Thập Tam Muội, đi mau. Cẩn thận. Mau đi, ta yểm hộ. Rút mau. Đuổi theo cho ta. Dừng. Ai đó? Mau tìm mấy điện báo. Dán Châu, cố lên nha. Mau rút. Lão đại, anh đưa chị dâu rút trước đi. Nhanh lên. Ta vẫn các anh em yểm hộ. Kiếp sau chúng ta vẫn là anh em nha. Khốn kiếp. Cậu phải sống quay về cho tôi. Các anh em bắn. Trưởng quan. Mau tiến công. Trấn quỷ, Yến Tử, hai người phải cố lên. Hao tử, hao tử. Mau, mau lên. Mau. Cẩn thận. Thập Tam Muội. Dương đại ca, Thập Tam Muội không ổn rồi. Dán Châu. Hữu Tín, khoảng thời gian này gây phiền phức cho huynh rồi. Cô nói bậy bạ gì vậy? Cô là Thạch Tam Bụi, Thạch Tam Bụi của quan võ hội. Chút thương tích này là gì chứ? Rất nhanh cô sẽ đứng dậy đánh giặc được thôi. Tôi nói thật đó, lần trước cô bị thương còn nặng hơn. Có một điều anh đúng rồi, Thạch Tam Bụi sẽ không chết. Không sai, Thập Tam Muội sẽ không sao đâu. Cố gắng lên nha. Tôi không nói tôi. Ý tôi là danh hiệu Thập Tam Muội này. Chị cả tôi là 1 năm. Chị hai tôi là ngắn nhất, 4 tháng. Truyền tới tay tôi đã mấy năm rồi. Tôi thỏa mãn rồi. Tử, tôi muốn truyền danh hiệu Thập Tam Muội lại cho cô. Tôi từng nói cô giống tôi lúc trẻ nhất mà. Cô nhất định sẽ làm tốt. Đồng ý với tôi đi. Tôi đồng ý với chị. Điên hả? Trúc chàng ở cửa, tấn công tổn thất sẽ rất lớn. Tổn thất lớn cô phải đánh. Dân, lên cho ta. Dương Hữu Tín, các ngươi gặp phải nguy hiểm chính là chuột nhắt. Ta phải giết chết các ngươi. Tiến công. Thực ra có một chuyện ta luôn không nói với mọi người.